xa mà gần, tuy gần mà xa, từ nay xa mấy nữa tuy em đã có chồng. Dù tình còn đậm đà, dù lòng còn thiết tha, dù buồn trong cách biệt, thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta. Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Điện tử Thanh Huê. Điện tử Thanh Huê lên sóng cho các bác một cái bộ phối ghép, và đây là cái bộ em thanh lý cho các bác nhé. Với mức giá rất là tốt luôn. Gồm có một cặp loa BVK704 và một chiếc đầu đến từ thương hiệu Marang LD8006, full thùng đầy đủ phụ kiện. Và không thể thiếu đi kèm một bộ âm nhạc, đó chính là một con âm ly và đến từ thương hiệu Lukman, với model là L309V ạ. Tất cả đều đẹp zin tuyệt đối các bác nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Đây là cái con Lukman đây. Mặt rất là đẹp luôn. Các nút thì bóng bẩy lên các bác nhé. Không hề thấy có cái dấu hiệu điểm xước nào đâu ạ. Con này thì em bán thanh lý cho các bác với mức giá là chỉ có 23 triệu. Đây là cái con đầu ma răng đây ạ. Con này thì đa dạng nguồn vào các bác nhé. Chơi nhạc số, nhạc mạng vô tư luôn. Đa dạng nguồn vào. Các bác có thể cắm được cả USB đây, Bluetooth. Đó. Rất là nhiều cái nguồn vào. Và đây là phần trên nóc. Đó, đẹp zin các bác nhé. Một xóm nghèo ven sông có con đò tên là đò Bến Hạ. Một gái nghèo đón trăng, nhan sắc nàng như là một đóa hoa. Nhà vốn nghèo cho nên sớm xa lìa, sách đen cùng mái trường. Ngày ngày ra bến giúp mẹ đưa đò, Bến Hạ đưa đò, gái đẹp đưa đò.